lộ diện vũ khí chống ngầm trên cặp tàu Gepard thứ hai của Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, là lớp tàu chiến có lượng dạng nước lớn và hiện đại nhất, các kinh hạm Gepard đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình tàu mặt nước của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên được chúng ta tiếp nhận lần lượt vào tháng 3 và tháng 8 năm 2011. Những kết quả tích cực đã dẫn đến việc Việt Nam đặt mua từ Nga cặp Gepard thứ hai vào tháng 10 năm 2012. Chúng đã được hạ thủy lần lượt vào ngày 27 tháng 4 và ngày 26 tháng 5 vừa qua. Điểm khác biệt chủ yếu giữa cặp Gepard thứ nhất và thứ hai nằm ở khả năng săn ngầm khi được trang bị bổ sung thiết bị định vị thủy âm và vũ khí chống tàu ngầm. Vậy những khí tài này là gì và được bố trí ở đâu? Dựa trên mô hình được cho là làm theo thiết kế của cặp tàu Gepard thứ hai, ta có thể thấy nó mang thiết bị thủy âm gắn vào thân tàu cùng ống phóng cự lôi bố trí hai bên hông ở khu vực bên dưới nơi đặt xuồng cao tốc. So sánh với hình ảnh thực tế của chiếc Gepard thứ 3 và thứ 4 khi hạ thủy, chúng ta chưa thấy phần thiết bị thủy âm gắn vào thân tàu do phần này thuộc dạng rời và sẽ khớp nối sau khi hoàn thiện. Còn trường hợp ngư lôi, những hình ảnh cập nhật mới nhất về hai tàu Gepard tiếp theo đã chỉ chính xác vị trí lắp đặt loại vũ khí này. Theo đó, vị trí lắp đặt các ống phóng ngư lôi hoàn toàn giống như trên mô hình, đó là ở ngay bên dưới vị trí đặt xuồng cao tốc. Một số nguồn tin cho biết cặp Gepard này sẽ có 2x2 ống phóng ngư lôi, tức là 4 ống phóng chia đều cho hai mạng tàu. Loại ống phóng trang bị cỡ DTA-53-11661 cỡ 533mm của ngư lôi Z-65KE hoặc cùng cỡ. Ngư lôi Z-65KE có chiều dài 7.945mm, đường kính thân là 533,4mm, trọng lượng 2.070kg, mang đầu đạn nặng 518kg, tốc độ 45 hải lý một giờ, tầm bắn là 20.000m. Việc Hải quân Việt Nam không sử dụng ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324mm thuộc hệ thống Packet NK được giấu trong thân như dự đoán ban đầu, có thể giải thích là do chuẩn hóa với trang bị trên tàu ngầm lớp Kilo nhằm tạo thuận tiện trong quá trình vận hành.